Do tác động của COVID-19, hai năm qua, ngành du lịch đã chứng kiến sự thất thoát nhân lực trầm trọng chưa từng có. Để khỏa lấp khoảng trống về lao động trong ngắn hạn, lực lượng sinh viên tại các cơ sở đào tạo của Đà Nẵng đang được các doanh nghiệp hướng tới. Khoa du lịch trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, mỗi năm có khoảng 1.000 sinh viên ra trường bổ sung cho thị trường lao động tại Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Trong bối cảnh thị trường lao động du lịch biến động do COVID-19, nhà trường đang tích cực trang bị bổ sung kỹ năng cho sinh viên năm cuối để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khi du lịch hoạt động trở lại. Một số doanh nghiệp cũng đang đặt hàng với chúng tôi về vấn đề lữ hành, về vấn đề hướng dẫn du lịch và cũng mong muốn là nhà trường tiếp tục đào tạo những em này theo cái chương trình của họ để sau này mà đã trở lại trạng thái bình thường mới thì lúc đó là họ sẽ có một cái nguồn nhân lực của nhà trường cung cấp. Hiện nay tại Đà Nẵng, quy mô đào tạo nghề cho ngành du lịch là khoảng 4.000 lao động mỗi năm. Các trường hầu như đều thực hiện 4 cùng với doanh nghiệp, đó là cùng xây dựng chương trình đào tạo, cùng tuyển sinh, cùng đào tạo và cùng giải quyết việc làm để các bạn trẻ phát triển kỹ năng nghề nghiệp tiệm cận với nhu cầu xã hội ngay trên ghế nhà trường. Dù dịch bệnh nhưng việc tổ chức dạy và học trực tuyến vẫn được chú trọng về chất lượng để đảm bảo chương trình. Chúng tôi thành lập cái hội đồng cố vấn của doanh nghiệp để họ tham gia xây dựng chương trình với chúng tôi. Hai là họ tham gia giảng dạy ngoại khóa cũng như là giảng dạy chính thức, tổ chức cho họ phỏng vấn các em từ năm thứ hai, thứ ba cho đến thứ tư. Tất nhiên với đặc thù ngành dịch vụ thì nhân lực cần được hướng dẫn thực hành trong thời gian dài mới có thể nhuần nhuyễn kỹ năng tác phong phục vụ. Nhưng trong bối cảnh việc thu hút nhân lực, đặc biệt là mảng nhà hàng, khách sạn gặp nhiều khó khăn, thì các cơ sở đào tạo được coi là nguồn bổ sung quan trọng trong giai đoạn Đà Nẵng tái khởi động du lịch. Hiện nay cho đến giờ phút này thì các khách sạn, cả các chủ đầu tư cũng đã có sự liên kết với các trung tâm này, với các cái câu lạc bộ này để tiếp tục có nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có chủ trương mở lại kinh doanh theo chủ trương của chủ lịch và không bị động về cái nguồn nhân lực. Việc một bộ phận lao động du lịch đã dịch chuyển sang các ngành nghề khác đặt ra thách thức không nhỏ nhưng cũng là cơ hội để ngành du lịch bồi dưỡng, xây dựng một đội ngũ nhân lực trẻ trung, đa năng, nghiệp vụ bài bản và đặc biệt là có kỹ năng thích ứng với những yêu cầu của trạng thái bình thường mới.